nổi tiếng từ chương trình Nóng cùng FIFA World Cup. Hot hơn, người mẫu Đặng Ngân mới đây lại gây chú ý khi cùng các cô bạn xinh đẹp đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò SLV Park Hang-seo đá với U23 Uzbekistan. Nhan sắc ngọt ngào và rạng rỡ của Đặng Ngân và anh Vũ Hà Cao khiến cho một góc khán đài Mỹ Đình trở nên sôi động hơn ít nhiều vì sự xuất hiện đầy bất ngờ này. Người đẹp ăn mặc giản dị, mang theo cờ đỏ sao vàng cùng những miếng sticker đáng yêu dán trên mặt trước giờ bóng lăn, Đặng Ngân đăng ảnh ngồi trên khán đài, cầm cờ đỏ sao vàng ước nguyện chiến thắng cho đội nhà. Chỉ sau ít phút, status của cô đã hút hơn 2.000 lượt yêu thích. Sự xuất hiện của dàn hot girl trên khán đài mang lại không khí cổ vũ sôi động cho một góc khán đài. Trong suốt quá trình trận đấu diễn ra, nhiều hình ảnh của hot girl xinh đẹp lọt vào ống kính truyền hình. Trên mạng xã hội cũng liên tục cập nhật khoảnh khắc vui sướng, hồi hộp của cô cùng các người đẹp 9X khi theo dõi trận bóng hấp dẫn. Kết thúc trận đấu với kết quả mãn nguyện, U23 Việt Nam vô địch Cúp Tứ Hùng, bên cạnh niềm vui và hạnh phúc, Đặng Ngân cũng nhanh chóng cập nhật trạng thái chưa về nhà được vì vẫn tắc đường vào lúc 22 giờ khuya. Cùng với những người bạn của mình, hot girl xinh đẹp đã có một đêm ăn mừng khó quên. Đặng Thị Ngân, sinh năm 1996, sống tại Hà Nội, bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong vai trò khách mời bình luận trận Ai Cập Uruguay trên VTV ngày 15/6. Với ngoại hình gợi cảm, gương mặt đáng yêu cùng nụ cười ngọt ngào, cô nàng đã nhanh chóng chiếm spotlight trên đài truyền hình quốc gia. Tuy từng bị ném đá bởi phần bình luận World Cup thiếu muối ở vòng bảng, nhưng cô nàng lấy lại được thiện cảm từ khán giả bởi sự cầu tiến được thể hiện ở những phần bình luận chuyên nghiệp hơn sau đó. Sau World Cup, một số fan còn đặt cho Đặng Ngân biệt danh mỹ nhân của vua World Cup 2018 bởi đội bóng mà cô đại diện Pháp đã giành chức vô địch. Đặng Ngân đang là sinh viên khoa báo ảnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước đó, 9X từng đoạt giải hoa khôi áo dài cuộc thi IMC Thăng Long 2014. Ngoài việc học, Đặng Ngân còn được biết đến với vai trò người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang. Tách, Giang Ngan, Hot Girl World Cup, ngôi sao The In Anh Vi.